Tôi Quy Trị Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bạc của chính và trước mặt tôi thì tôi đang ngồi tại nơi này. Rồi thì tôi tiếp tục một ngày mới, thì ngày hôm nay ngày 1 tháng 11 rồi, và cũng như ngày của đầu tháng của tháng 10 và cũng là ngày đầu tháng. Và để tiếp tục một ngày mới thì tôi đi xuống vào phía bên dưới để mà tiếp tục tại lại thì của chính và các chị ở dưới nơi lăng bạc của chính này. Thì một ngày mới nữa, nơi này ngày Tây cũng là đầu tháng mà ngày âm cũng là đầu tháng đó, và ngày hôm nay sẽ ra sao và tôi sẽ xuống phía dưới đó. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi cũng như nơi lần bạc của chính này. Và một ngày mới rực rỡ, tiền tài thành công tốt đẹp, may mắn, sức khỏe dồi dào thì cho tất cả mọi người. Rồi thì ai có tiền tài không một vậy thì tài lợi của chính đó đã đem về không một rực rỡ. Thì ngày hôm nay tôi sẽ xuống về phía dưới đây rồi để mà tài lợi để đồ mặt đồ của chính. Thì sự linh thiêng hiện hiện thì nơi này hoa rất nhiều đấy, hoa trời hoa. Và tôi đang tiến về phía bên dưới tiếp tục một ngày mới. Thì nơi này sự linh thiêng của cô và các chị ở dưới này rất linh thiêng. Hiện tại ở đây đang gió lên đấy, đang gió lên đùng đùng. Ở chỗ này thì cây trúc rất nhiều này. Đấy. Hiện tại ở đây thì rất êm gió.
Thì ở đây đấy, ai có công đức ở đây đều được ghi nhận, thì ai có tài lệ ở đây đều được ghi nhận và sự sức khỏe dồi dào, tiền tài rực rỡ, may mắn, thành công tốt đẹp, không gì thành công cái này. Đấy, thì ai tiền tài ở nơi làng bậc của chính này để một tài lệ của chính và các chị ở đây. Và một ngày mới thì tôi đang có mặt tại nơi này, thì ngày hôm nay ngày Tây cũng là ngày 1, ngày âm cũng là ngày 1 đấy. Và một buổi trưa này thành công sẽ ra sao, thì tôi đang tiến hành về phía bên trong để mình tạ lại cũng như không phải thắp lên một nén hương, nén nhang, nén khói để phù hộ độ trì cho tất cả mọi người, cũng như tiền tài rực rỡ, thành công, sức khỏe dồi dào đêm đến. Thì ai thiên tài ở đây thì ủng hộ tạ lại trên màn hình, ở trên màn hình này, hoặc với những tiền đều có để mà tạ lại. Hiện tại ở đây đang gió lên, nó đùng đùng đây, đang gió lên, nổi ốc cục luôn. Thì ở chỗ này chỉ có một cái cây to này, đấy, cây này, cây to là cũng biết rồi. Hiện tại đang gió lên, đó. Thì ngày một của ngày Tây, ngày âm đều là ngày một tất cả. Thì tôi sẽ tiến hành về phía bên trong để đặt đồ lên hương. Rồi một buổi trưa này sẽ ra sao đó, và một buổi trưa này thành công rực rỡ, tiền tài như thế nào, và ở nơi làm của chính này rất bình thường. Rồi thì ở nơi này đấy, sự điệp cũng đã biết rồi. Thì buổi trưa này cũng như nơi vắng vẻ, ở đây là chỉ là đơn sơ thôi đó. Và ngày hôm nay sẽ ra sao thì tôi sẽ lên hương này. Thì ai có tiền tài ủng hộ, tiền tài tại nơi này thì ủng hộ trên màn hình, ở trên màn hình ở đây đấy, hoặc với những tin dù có ghim hoặc vào Zalo phía trên, hoặc là dưới Zalo đều có. Và tôi sẽ đặt đồ lên hương tiếp theo. Thì ngày hôm nay cô chính có nhập sắc hay không tôi chưa biết được, và điều gì sẽ đem đến thì tôi sẽ đặt đồ đây. Thì ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi, cũng như chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo. Thì ai mà tài lệ ở đây đều cô chính phù hộ độ trì cho những ai mà tài lệ đấy, sức khỏe dồi dào, tiền tài rực rỡ, thành công, công việc làm ăn xuân sẻ phát triển, và đó là cô chính phù hộ độ trì. Thì tôi đang đặt đồ lên hương này. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 1 đấy, ngày mùng 1, Tây và âm đều có mùng 1 cả, tất cả.
Chim chóc thì đang kêu, đang hót ở phía ngoài. Và một buổi trưa này sẽ ra sao, thiên tài như thế nào, thì cô chính phù hộ độ trị như thế nào, ai cầu nguyện ở đây sẽ được thành công, may mắn, tiền tài, sức khỏe đó, thì ai đó là đã ai có tài lộc ở đây đều được thành công như thế, còn ai không tài lộc thì tôi không biết được điều đó. Đấy, thì sự linh thiêng của cô và các chị này. Và điều gì sẽ đem đến ngày hôm nay? Bụng tôi đói rồi. Đấy, buổi trưa chưa ăn gì. Đói kiểu ọt 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 ọt. Thì tôi đang đặt đồ để trái cây sữa tiền những bạc buồn quá. Và một buổi trưa này sẽ ra sao thì tôi sẽ tiến hành lên hương. Rồi thì ai có tiền tài ở đây mà tài lệ thì cô chính đều biết tất cả, và cô sẽ phù hộ độ trì cho những ai thành công, may mắn, tiền tài, sức khỏe, điểm đến. Và thì ai cũng như tại là đây đều có công đức rất lớn lao đó. Và sự hiển linh một buổi trưa này sẽ ra sao thì tôi sẽ lên hương này. Thì ở đây thường hay nhập xác. Đấy, ở đây thường hay nhập xác rất nổi dậy ghẹ. Đây, đây là công đức này. Rồi, một ngày cũng trong xanh, rất là mát mẻ. Thì ngày hôm nay sẽ ra sao?
thì tôi sẽ tiến hành không vai trở lại đó. Và ở nơi này thì tôi cũng đã đặt đồ lại xong rồi, trái cây, sữa, tiền nhật bạc cũng như bông hoa, hoa quả. Rồi thì ai tiện tay để ủng hộ trên màn hình, ủng hộ tài lệ trên màn hình ở đây dưới góc đây, ủng hộ tài lệ họ chỉ nhắn tin được có ghi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay để vượt hàng trăm cây số đi đến này cũng như tài lệ của chính và các chị đất đai chuyên trách thành văn bốn xứ Bạch Mai, Thái Giám, Hoàng Trạm, Quốc Lĩ, thượng nước đất đai, viện trưng đồ lộ, kỳ cao bóng mát, định trung biểu mạc, thần rừng thần núi ở nơi này cũng như cô 9, cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9 đã ngự thế này. Và phù hộ độ trì, sự linh thiêng hiển hiện, tiền tài rực rỡ, may mắn, sức khỏe dồi dào cho những ai tài lệ ở đây đều được thành công, tốt đẹp, may mắn, tài lộc rực rỡ, tiền tài và sự may mắn, thành công, tốt đẹp, tiền tài mỗi ngày đó. Để tôi nào không phải đây. Và ở phía trước là thủy sông Hà Lai Động Điện, Ấn Lại Thủy Mộc và Hà Bái Đại Dương, Vua Thủy Đại Dương, Mộc Triều Đại Dương, Hà Xe Thị Phú, các điện thủy cung trên ngụ dưới biển chính cùng Hà Bá Thủy Long cùng chánh điện ở phía trước. Và để mà hiển linh một buổi trưa thành công tốt đẹp, khấn gì thành công cái nấy, để hiển linh phù độ trì để một ngày mới rực rỡ, may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thì tôi đã không phải đổi đấy. Và tiếp tục một ngày mới thì dù gì sĩ linh, trước tiên tôi sẽ cũng như xin kèo ở đây đó. Thì ở nơi này rất là vắng vẻ, không ai lui tới cả, ít có ai tới và cũng đừng ai hỏi chỗ này. Thì để một buổi trưa thành công sẽ ra sao, tôi sẽ xin kèo trước tiên. Đây thì ngày hôm nay là ngày 1 đấy. Ngày âm, ngày dương đều là ngày 1, tất cả ngày của đầu tháng. Và ai cầu nguyện ở đây thành công cái gì thì tờ lá cái này thành công cái gì. Thì để mà hiển linh tướng này sẽ đứng lên ra sao, đó là xin kèo thành công, không quái thành công. Không không. Không một. Không hai. Không ba. Hiện tại có một luồng gió đang thổi qua đây, điều gì sẽ đem đến đây. Không bốn. Thì không bốn rồi, vẫn chưa được. Không năm. Không sáu. Không bảy. Không tám. Không chín. Vẫn chưa được. Số mười. Mười một. Mười hai.
chưa được. 13. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Vẫn chưa đúng đấy. 17. 18. 19. Thì ai cầu nghĩa ở đây? Hiện tại 19 rồi. 19. Rồi, hiện tại ở đây 19 đang dựng đứng lên. 19. Đây. 19 91. Thì ở đây lọc mũi số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. 19 đó, và đã hiển thị ở đây, đã cho dự đứng thành công tốt đẹp. Ngày hôm nay ta dán đàn 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 ngày một, ngày âm, ngày tây đều là ngày một, ngày đầu tháng của ngày tây âm, tất cả đến mà dán đàn đàn thì cầu nguyện cho tất cả ai tà lễ cũng như có nhang, có khói, có bánh trái, có trái cây, có tiền, cây hương, bát nước, bông hoa, hoa quả. Thì ai tà lễ đây ta đều cầu nguyện phù hộ đủ thì cho tất cả, cũng như tà lễ nén nhang, nén bánh, trái cây, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, tiền tài vô như nước. Đó là hai điều rất là quan trọng sống trên đời. Ngày hôm nay nhật nghiệp đông tây càng khôn năm hướng, đông tây nam bắc càng khôn các khối, kim mộc thủy hóa thổ ngũ hành. Đến ngày mùng 1 khu 9 để chứng giáo, ngày đầu tháng ai ai cũng tiền tài nhô như nước, làm ăn phát đạt. Ngày giờ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi năm, mỗi tháng đều có ngày
phúc và có số phúc để biết được gánh dạo. Và lúc nào nó chiếc xe, chiếc ghe đó trên bờ, dưới biển đều có chiếc xe hoặc chiếc ghe hoặc là chiếc thuyền để làm ăn. Trên bờ dưới biển tất cả đều gánh gạo, thì sự may mắn, thiền tài, thành công làm đâu được đó, làm đâu tháng đó, ngày đầu tháng này của âm dương nhật nguyệt, sự may mắn, tiền tài, thành công, tốt đẹp đó là gắn vào. Năm, tám, 58 gắn vào thành công, may mắn, làm đầu, đặng đó ta thắng điểm. Trời ơi, tôi nhìn được mùng một nhiều nhập sát ở trên sao trời, ê ối mệt mỏi vậy. Mọi người đứng nghiêm, mọi người đứng nghiêm hình nghiêm bóng này, còn ai nhập sát ở đây, ở đây thì ngày mùng một tôi cũng chưa biết, để xem lại quý vị ở sao. Thì ê ối luôn, thì trứng này để đứng hồi nãy tôi nhớ là 19 gì đấy. Đấy. Rồi thì ai tiền tài ở đây thì tài lợi cũng như ai cầu nguyện ở đây để mà tài lợi, điều đó tôi không biết. Và cũng như các chị ở đây của cuộc chiến phù hộ trì. Thì một buổi trưa đã thành công và tôi cũng đã xin kêu thành công. Thì tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này. Đấy. Ôi trời. Quá khủng khiếp, nổi dây gà luôn. Thì ở đây thường hay nhập xác đấy, ở đây thường hay nhập xác, thì tôi sẽ xem lại sau. Rồi thì nghe này ấn ốc luôn đấy. Ơi ơi mệt mỏi quá trời, thì tôi đang đốt tiền vàng bạc này. Rồi thì tôi cũng đã đốt xong rồi. Thì một buổi trưa thành công tốt đẹp, và trứng này vẫn đứng như hình nghiêm bóng đấy, vẫn đứng như hình nghiêm bóng
thì tôi sẽ tắt đèn đi về thôi. Nổi dây ghê luôn. Đấy.